nay mình sẽ làm bánh pancake nha. Nguyên liệu gồm có bột mì, trứng, đường, bột nổi, muối, vani, sữa và một ít dầu ăn. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ muối và bột nổi vào, sau đó chúng ta sẽ rây cho miệng nha. Tiếp theo mình sẽ rây lên nha các bạn. Nãy giờ mình rây tay mình dính đầy được. Nên mình sẽ đặt trứng ra nha các bạn. Em mình sẽ cho trứng vào, cho miếng đường vào, tiếp theo mình sẽ cho miếng vani vô, mình sẽ cho hết tất cả hỗn hợp vào luôn nha, cho luôn dầu ăn vô. Bây giờ mình sẽ cất cái này, mình sẽ lay trực cái hỗn hợp này vào trong cái bột này nha các bạn. Xong rồi, giờ mình sẽ đợi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khuấy lên cho hỗn hợp bột với hỗn hợp này nước mình đã pha ra cho nó miệng nha. Các bạn thấy nó dính không? Hồi nữa nó sẽ bớt dính. Các bạn vớt nó lên khi nào ở nó miệng như vậy là được nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổ bánh nha. Đổ từ trên xuống dưới cho nó đừng cho nó chậm được tròn nha các bạn, để nó đừng có bị méo.